Hãy tìm hiểu sự khác biệt của công nghệ HIFU Pro 2022 tại DK Clinic and Beauty để thực hiện liệu trình nâng cơ, trẻ hóa, xóa nhăn an toàn, hiệu quả lâu dài. Thứ nhất, chuyên gia là yếu tố quan trọng, quyết định đến 60% tại mỗi cơ sở. Chuyên gia non tay nghề, chỉ được đào tạo về máy, không có kiến thức chuyên khoa da liễu, thao tác thiếu chuẩn, sẽ không xử lý triệt để vùng da lão hóa mà còn rất dễ để lại hư tổn cho da như sưng tấy, đỏ ửng, thậm chí còn khiến tỷ lệ gương mặt mất cân xứng. Tại DK Clinic and Beauty, chuyên gia sẽ bắt buộc phải được đào tạo bài bản từ hãng, kết hợp chuyên gia da liễu. Phương pháp này đòi hỏi người thực hiện phải có những hiểu biết nhất định về làn da, các vấn đề lão hóa, cũng như có cảm quan thẩm mỹ cao để định hình chính xác được lượng mỡ thừa, da trùng, chảy xệ trên gương mặt. Từ đó, chuyên gia sẽ đưa ra số sút bắn, xác định vector cho từng gương mặt khác nhau, giúp quá trình nâng cơ, xóa nếp nhăn, trẻ hóa làn da đạt hiệu quả nhất. Thứ hai, công nghệ cũng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của HIFU. HIFU Pro 2022 hiện đang dẫn đầu trong top các dòng máy nâng cơ, trẻ hóa, xóa nhăn hiện nay. Với HIFU Pro 2022, áp dụng bước sóng siêu hội tụ cường độ cao nhắm mục tiêu nhiều độ sâu dưới da, từ 1,5 đến 4,5mm. Độ sâu 4,5mm đi qua lớp dưới hạ bì, tập trung nhiều collagen, elastin và chạm đến các mô cơ thần kinh bề mặt lớp smart. Sóng HIFU bằng cách cung cấp năng lượng, thắt chặt mô cơ, giảm mỡ nọng cằm và cho kết quả nâng cơ tuyệt vời, đồng thời giúp sản sinh collagen, giúp da lấp đầy nếp nhăn, làn da căng mịn, săn chắc, tăng đàn hồi, không còn tình trạng trùng nhão. Nhờ vậy mà gương mặt sau khi thực hiện HIFU được thon gọn, thanh thoát hơn mà không cần phẫu thuật. Đừng giao phó làn da của bạn cho cơ sở làm đẹp không uy tín. DK Clinic and Beauty, địa chỉ trẻ hóa công nghệ cao hàng đầu Việt Nam,